cùng Huy tham quan chợ Xóm Lưới nổi tiếng nhất Vũng Tàu, bán tất cả các loại hải sản. Ở trong chợ này cũng có bán quá trời ha. Không, hải sản ngon cũng quá trời. À, 3 kg 100 ngàn quá rẻ. Đây không, còn đây là cá mực, cá khô quá trời, tôm tích nữa nè. Đây là chợ bán khô, quá trời khô. Cá nướng, rau cải, sốt, khô, quá trời khô nha. Rồi ơi, đây là mấy con hấp dẫn. Ở trong này nó cũng giống như mấy chợ kia, cũng vòng vòng giống như cò chủ này nè, thấy không? Gia đình mình có mua cà rịa đá và làm tại chỗ đây luôn nha, chỉ mang về là ăn. Ủa sao thấy ít muối vậy ta? Thôi, làm theo khẩu vị đây đi. Chạy xuống kia giờ đi mua bia bởi vậy nha, chăm nhậu dễ sợ không. Đây sau một chuyến đi chợ là bao nhiêu đây nè, nó thu hoạch được như đây nè, mực trứng cái này có thấm nhận qua như vậy tình yêu điện lực càng đẹp. Tôi sẽ tay lòng đi. Lòng trứng gà. Đây này là đây là chiên nước mắm. Ốc màu quá nhờ. Ốc hương. Đây là bò lá lốt. Đây là gì đó? Đây là không, bà đen. Ok. Rồi, 1, 2, 3, cứ đi. Yeah nha, yeah. Rồi, ăn coi.